Xin chào quý vị và các bạn. Tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn toàn cảnh cái cầu cảng cấp xăng dầu ga khí hóa lỏng Euro của khu công nghiệp Đình Vũ. Đây là một cái cầu cảng rất quan trọng cấp nhiên liệu cho thành phố Hải Phòng. Trong sau cầu cảng là đến các cái bồn chứa. Hiện nay hạ tầng khu công nghiệp Đình Vũ đang rất phát triển. Chủ tư cũng như các công ty đầu tư rất nhiều vào các cái kho chứa nhiên liệu. Đây các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh cái kho chứa nhiên liệu. Toàn cảnh cái kho chứa dầu của PV Oil tại Hải Phòng, kho chứa dầu, kho chứa xăng.